Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ kiểm tra được là iPhone của các bạn là iPhone lốc hay là iPhone quốc tế khi mà các bạn đi mua điện thoại cũ nha. Nếu như các bạn mua điện thoại cũ mà các bạn muốn kiểm tra xem là iPhone của các bạn là phiên bản lốc hay phiên bản quốc tế thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái trình duyệt Safari lên và truy cập vào cho mình cái phần đó là phím tắt.vn. Các bạn chọn là phần phím tắt.vn. Tiếp theo thì các bạn sẽ tìm đến cái mục là kiểm tra iPhone. Sau đó các bạn tải cái phím tắt này về. Đó, các bạn chọn là phần là nhận phím tắt. Ở đây thì mình đã tải xong về rồi. Mình chọn là phần phím tắt.vn và nó sẽ có cái mục là kiểm tra iPhone, các bạn mở lên. Sau khi các bạn mở lên thì nó sẽ có rất nhiều những cái phần để các bạn có thể là kiểm tra được điện thoại iPhone, ví dụ như là kiểm tra màn hình, cảm ứng, loa, Face ID hoặc là rung đèn flash, và các bạn chọn đến cái phần là kiểm tra máy lốc. Ở đây nó sẽ hướng dẫn đó là các bạn sẽ vào cái phần cài đặt chung, các bạn copy cái phần email của các bạn, sau đó các bạn vào cái trang web này và dán vào. Thì mình sẽ quay lại. Mình vào phần cài đặt trên điện thoại. Sau đó mình vào phần cài đặt chung. Ở đây mình vào phần giới thiệu. Đây, cái phần số email mình sẽ kéo lên. Đây chính là số email, sau đó mình nhấn giữ và mình chọn là phần sao chép. Rồi bây giờ mình quay trở lại ứng dụng phím tắt. Mình chọn là ứng dụng. Mình kéo lên, mình chọn là phần là kiểm tra máy lốc và mình chọn là phần ok, chuyển đến trang web và đây là trang web. Lúc này thì mình sẽ dán cái phần email này vào. Lúc này thì mình sẽ nhấn giữ và mình chọn là phần là dán cái email của mình vào và mình nhấn là phần là kiểm tra. Đó. Và đây các bạn thấy là nó đã có cái phần thông tin của mình. Đó là mẫu máy là iPhone 14 Pro Max màu tím, tức là màu Deep Fusion 128 GB và có cái mã là A2894 và VNA, có nghĩa là hàng Việt Nam. Và nó sẽ có email, tình trạng ở đây nó đã ghi là hết bảo hành. Đương nhiên rồi, máy của mình đã hết bảo hành. Ở đây nó sẽ có luôn cái ngày mua cho mình, đó là ngày 27 tháng 2 năm 2023. Đấy, và ở đây nó sẽ có cái tình trạng của thiết bị, đó là thiết bị bị thay thế là không này, thiết bị thay thế không, thiết bị tân trang không, và quốc gia mua là quốc gia mua hàng là Việt Nam, mở khóa mạng, trạng thái SIM đó là đã mở khóa, có nghĩa là đây là hàng quốc tế. Và như vậy thì với cái cách này các bạn hoàn toàn có thể là kiểm tra được chiếc điện thoại iPhone của bạn là hàng lốc hay hàng quốc tế.